Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu đệm thái phả của Rico, cái mẫu số 2. Cái mẫu số 2 thì nó khác mẫu, nó cũng là lưu ý cái lắng đầu mà các bạn muốn sử dụng phương pháp là gì, đọc nhạc tách biệt. Ví dụ nha, các bạn đọc tiết tấu được này, tôi dùng từ check ở đây là check là mình đánh lên đàn, còn lắng là không có đánh nha. Ví dụ mà đọc này, lắng check check lắng check lắng check lắng check lắng check check lắng check lắng check lắng check lắng như vậy thì làm đi làm lại này. Thì các bạn có thể là gì này, tập trước nhập trước. Ví dụ đây là này, và thực